Đến với trang g2a.com để có thể mua được những game bản quyền với giá cả phải chăng. Tử tế phết. Từ đó giờ mình còn mình vẫn continue kìa. Oh fuck me. Fuck me. No. What keep. Oh fuck. À, thế tức là mình sẽ phải đánh nhau ấy mà. Từ từ đã. Vậy là theo cái con hoa kia thì mình sẽ phải về gặp please take your time. Ok, bây giờ mình có thể đi ra ngoài và mình quay lại gặp Papyrus và con dở hơi kia. Cũng ổn thôi, tại vì mình bỏ lỡ mà. Bây giờ mình đi lại hơi mệt tí thôi, nhưng mà chắc cũng đi được. Where the fuck are we? Oh! Chalala, I am the river man, or am I the river woman? Doesn't matter, I love to ride my boat. Would you care to join me? Yes! Where will you go today? Snowdin! Oh! Hay quá! Nó có thể cho mình về Snowdin được rồi. Hay quá! Thank you! Thank you Vinamilk! Hê! Mình cứ tưởng mình không có đường về nhanh. Hóa ra mấy cái ông làm game mà tính cả rồi đó. Mình muốn về cũng rất là nhanh. Chalala! Ta nghe nói rằng Asgore có một cái thức ăn ưa thích. Nếu mà cái nhà kia là cái nhà của ông Ý thì chắc là ông ấy thích cái bánh butterscotch à? Thế thì cũng hợp lý thôi, tại vì cái bà kia suốt ngày bà ấy còn cho mình cái bánh butterscotch lúc mình chuẩn bị đi mà. Nhưng mà là bây giờ cái vấn đề là kiếm đâu ra bánh butterscotch, không mình ăn rồi. Bây giờ mình sẽ phải về gặp cái bà cái ông dở hơi kia đâu rồi. Trong cái trò này mình không đi nhanh được, phải phát sinh. Rồi. Welcome to say do my take your time. Ok, mình vào phòng này. Sau đó bây giờ mình nói chuyện với thằng này. Nếu mà cậu đã xem mọi thứ, cậu bắt đầu đây bây giờ bắt đầu start the date này. Okay, yes, ok, dating start, dating start. Chúng ta ở đây trong cái buổi hẹn hò của chúng ta. Thật sự tôi chưa làm ngay vào trước, nhưng mà đừng lo. Cậu không thể nào mà gọi là nói cái từ chuẩn bị mà không có một vài từ chỉ có tên tôi. Tôi đã lấy được một cái quyển sách hướng dẫn hẹn hò từ thư viện. Chúng ta sẵn sàng có thời gian vui vẻ. Ok, lớp 1 ấn phím C trên bàn phím để mở dating app. Ok. What the fuck is it? Cho hỏi cái S kia là gì vậy? Không rõ cái S kia là gì cả, xong cái radar kia chả điểm gì cả. Cái radar kia chắc chắn không điểm gì cả. Sẵn sàng cho bước thứ hai. Bước thứ hai hỏi họ đi hẹn hò. Con người ta Papyrus vĩ đại sẽ hẹn hò với người. Ok. Yes. What the fuck. Mình có phải con mình làm gì đây? Wow, so you care. Đợi một chút. Mặc quần áo. Cái khóa ở quanh cổ cậu. Cậu đang mặc quần áo bây giờ. Không chỉ có thế, trước khi bây giờ cậu trước cái buổi hôm nay cậu cũng mặc quần áo. Ôi không, có khi nào cậu đã muốn hẹn hò với tôi từ ban đầu? What the fuck? Yes. Yes, đúng rồi. Nhìn vào nó kìa. Không. Cậu đã chuẩn bị nó từ chuẩn bị tất cả. Cậu giỏi hơn cái việc hẹn hò hơn tôi rất nhiều. Với cậu. Không. Sức mạnh hẹn hò của cậu. What the fuck. Nhảy. Tension cao thế. Đừng có nghĩ là cậu đã đánh bại được tôi. Tôi Papyrus vĩ đại chưa bao giờ bị đánh bại trong việc hẹn hò cả, và tôi sẽ không bao giờ. Tôi có thể bắt kịp cậu rất dễ. Nhìn đây, tôi cũng có mặc quần áo. Tôi luôn luôn mặc cái bộ quần áo đặc biệt ở dưới cái bộ quần áo bình thường này. Trong trường hợp có ai đó gọi tôi đi hẹn hò với giận. What the fuck? Cái gì đấy? Tại sao đây là cái gì đây? I love it. Không. Một cái cuộc một cái lời khen ngợi. Úi dồi ôi. What the fuck? Tuy nhiên cậu thật sự không hiểu được cái sức mạnh ẩn giấu của cái bộ quần áo này. Thế nên là những cái gì cậu nói là hoàn toàn không có ra cái gì cả. Cái cuộc hẹn hò sẽ không đi hơn nữa, trừ khi cậu tìm thấy cái bí mật của tôi. Nhưng mà nó không thể xảy ra được. Tôi hiểu. Bicep floating hurt. Nhưng ai không chứ? Ok. Mũ của tôi. The fuck? What? Làm sao mà giấu được cái gói quà to như thế? Mấy cùng. The fuck? Open it. Of course. Spaghetti. Chắc là cậu, đó là cái gì mà cậu đang nghĩ phải không? Đúng. Nhưng quá sai. Đây không phải là một cái đĩa mì bình thường. What the fuck? Siêu mì spaghetti sợi tơ. What? Ở đâu đâu quá. Được nấu bởi tôi, vua đầu bếp Papyrus. Con người tới lúc kết thúc cái chuyện này không cách nào nó đi xa hơn. Ăn một miếng nhỏ. Mặt của bạn là phản ứng ngay lập tức. Cái mùi vị của nó không thể mô tả được. Một cái biểu hiện thật đầy biểu cảm rồi. Có vẻ cậu rất thích cái tài năng nấu ăn của tôi. Okay. No, what the fuck? Cái ok, con người rõ ràng rồi. Cậu đang yêu tôi một cách điên loạn. What the fuck? Tất cả mọi thứ cậu làm, tất cả mọi thứ cậu nói, tức là vì tất cả là vì tôi, con người. Tôi muốn cậu, tôi cũng muốn cậu được hạnh phúc nữa. Đến lúc tôi bày tỏ cảm xúc, lúc mà tôi nói cho cậu, tôi Papyrus, tôi này thật sự trong này hơi nóng gì, hay là tôi chỉ thấy thế thôi. Oh, shoot. Con người, tôi rất xin lỗi. Tôi không thích cậu theo cái hướng cậu thích tôi. Ok. Ok. Phải. Ý tôi là theo hướng gọi là romantic. Ý tôi là tôi đã cố gắng hết sức. Tôi nghĩ vì cậu tán tỉnh tôi sẽ phải đi gọi là có một cái hẹn hò, ngày hẹn hò với cậu. Và rồi trong cái buổi hẹn hò, cái cảm giác sẽ được nở hoa. Tôi cũng cuối cùng tôi có thể hợp với cái gọi là tất cả cái sự tình cảm cậu dành cho tôi. Nhưng mà cuối cùng tôi Papyrus vĩ đại đã thất bại. Tôi cảm thấy vẫn như hồi trước. Và sau khi hẹn hò với cậu, tôi chỉ kéo cậu sâu hơn vào cái tình yêu dành cho tôi. Nó tự sướng kinh mà. Trong người trò này đứa nào cũng muốn tự sướng. Oh my god, what the fuck. Tại sao cái thằng gái kia rồi đấy, cái thằng này. Tôi đau đầu quá. Một cái tù tăm tối với không có lối thoát. Làm sao mà tôi có thể làm điều này với người bạn thân của tôi được? Không, đời đã sai rồi. Tôi không thể nào mà hỏng mất trong bất kỳ thứ gì cả. Con người, tôi sẽ giúp cậu đi qua cái thời gian này. Tôi sẽ tiếp tục vẫn giữ là người bạn thân của cậu, và coi như là chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Sắp tất cả cậu rất là tuyệt vời. Sẽ rất là buồn nếu mà mất cái tình bạn của cậu. Thế nên làm ơn đừng buồn vì tôi không khôn. Tôi không sao đâu, ổn và không cần phải xin lỗi đâu. Vì tôi có chẳng có môi. Và này, một ngày nào đó cậu sẽ tìm một ai đó tuyệt như tôi. Là không phải đâu. Thích mà. Nhưng mà tôi sẽ giúp cậu tìm cái người tuyệt vời thứ hai. Ok. Và nếu mà cậu cần gặp tôi thì đây là số của tôi đây. Cậu có thể gọi tôi bất kỳ lúc nào. Malaysian curry. Thôi đi đây. Ok. Thực ra thì nó gọi ở mình rồi. Thực ra mình không cần cái này lắm. Rồi nó té rồi. Ok. Thế là chúng ta sau khi hẹn hò với Papyrus xong, bây giờ chúng ta cần phải đi gặp cái bà chị Undyne kia. Oh god why. Mình có cảm giác gọi là xấu khi chuẩn bị đi gặp cái bà ấy. Linh cảm xấu. Chalala. Ok, mình có thể yes. Waterfall. What the fuck? Nó có chân kìa. My god. Con kia trong mặt thì có mặt con tem ấy hả? Temmie Village. The room before the darkening. Nó muốn mình đi thăm cái làng Temmie. Cái làng đấy mình có bạn bảo nói cho mình rồi. Thế là cuối cùng mình tò mò, mình lên mạng mình xem. Cảm ơn những bạn đã spoil cho mình. Nhưng mà không sao, nhờ các bạn spoil thì mình mới biết được. Ok, trong này là có cái ông già này. Đúng là mình có thể mua mấy cái vớ vẩn này. Speed up hiểu thế. Look like a grab apple city. Ok, trong này chẳng có gì cả. Invincible longer. Ok. Bây giờ mình phải kiếm con Undyne, mà nhà con Undyne ở đâu thì mình đặc biệt. Fuck. Bây giờ thì mình không rõ là mình phải kiếm nhà con Undyne ở đâu. Rất là khó. Ok, Ren. Đây rồi. Oh fuck me. Ok. Ok Ren. Ok. Nhà con ăn ta gì đâu mới là vấn đề chứ. À đúng rồi, mình có thể gọi cho thằng Papyrus đúng không? Sell Papyrus for drink. Lantern, ok. Có thể ăn được chúng không? Tôi nghiêm túc đấy. Không có cách nào cả. Ok. Đây rồi. Thế là mình có thể hỏi nó là mình mình cần phải ra qua ra khỏi chỗ này ạ. Để mình thì mình hỏi nó may ra nó mới cho mình biết cái nhà còn ăn đai ở đâu. Ok. Mình có nhiều cái đấy dã man rồi. Papyrus. Ring. Cordial filled with water. That's just a ghost. Ok. Nhà con Undyne ở đâu? Where? Nhà con Undyne ở đâu? Oh. Cái chỗ này đi qua cái chỗ Hotland là cần gì nữa? Có gì đâu. What the fuck? Chỗ này đi qua chỗ Hotland rồi. Chả có gì cả. Băng trôi kìa. Thế mình phải quay lại. What the fuck? Papyrus to ring the way out the puzzle block pushing key gathering tidy scan Agani. Ok, let's go. Làm sao để gặp được con Undyne? Đấy là vấn đề. What the fuck? À, cái con đấy là boss ở chỗ này thì chắc chắn là nó ở đây rồi, nhưng cái chính là ê, fuck me sideways please. Khó chịu quá. Ồ, đúng rồi, mình lại phải quay chỗ này, tại vì tại sao không nhỉ? Tại vì đời nó tuyệt vời quá mà. À, đi lên trên, đi lên trên, ok. Fuck, tối thế. Ok, sáng rồi. Tiếp theo đi vào đây. Đây without candle, magic item, home the monster, use crystal to enable. Ok. Và vật tài tinh. Tầm 3 thứ vật. Pip. 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 Ok. Và oh. Ok. Hey. Hey. Okay. Fine. Hi, I'm Temmie. I did my friend Temmie. Hi, I'm Temmie. I did my friend Temmie. The fuck? Đừng quên bạn của tôi. Ai? I'm Bob. The fuck? Okay. Symbolize in the torment trapped here in my struggle to put away, my struggle to escape the last no of I. Okay. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra đấy rồi. Fuck it. Fuck it. Fuck it. What the fuck, man? What the fuck? Okay then. Oh, đây đó trên này. Phải cọt, mình không nhìn thấy. Mình không hiểu chuyện gì đâu mà xảy ra cái chỗ đấy kìa. Ổn thôi. Ổn thôi. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Piu 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 piu. Ô, con ma này. Con ma này. Tiêu 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 tiêu. Ô, nhà này. Oh, 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 đây rồi, tìm mãi, ok. Oh, con người đã tới. Con sẵn sàng về đi chơi với Undyne chưa? À, tôi đã chuẩn bị một kế hoạch để cho hai cậu thành những người bạn tốt. Cậu sẽ hang out chứ? Yes. Được rồi, đứng sau tôi. Hãy chắc chắn rằng đưa khỏi cái này. Cô ấy thích những cái này. Ok. Tại sao cái sườn chó này nó lại thích? Nhà xin đấy. Xin chào Papyrus. Sẵn sàng cho cái bữa tập luyện của cậu, tập luyện riêng 1 đấu 1 của cậu chưa? Tôi sẵn sàng rồi, và tôi mang bạn của tôi đến nữa. Xin chào, tôi không nghĩ chúng ta đã. Tôi nhìn mặt nó kìa. Nhìn mặt nó kìa. Nhìn mặt nó kìa. Ok. Tại sao hai cậu không vào trong? Chỉ cái dáng cái thằng. What? 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 Nó đang sống. Ok. Đây Undyne. Bạn của tôi mang quà cho cô. Tự họ mang đến. Cảm ơn. Tôi sẽ để đó với cùng với những cái khác. Nhiều quá. Thằng này vang tặng là con này nhiều ạ. Ê, chúng ta sẵn sàng bắt đầu chưa? Upsi, upsi. Tôi vừa mới nhớ ra. Tôi còn phải đi vệ sinh. Hai người vui vẻ nhé. Nó lao ra cửa sổ à? Ok. Thế làm sao mà ngươi lại ở đây? để dí cái chiến thắng của ngươi vào mặt ta. Ok, để làm ta khó chịu hơn à? Đó phải không? Không. Thế tại sao ngươi ở đây? Đợi đã, ta hiểu rồi. Ngươi nghĩ là ta sẽ làm bạn với ngươi à? Phải không? Never with you. Yes. Thật à? Hay đấy, ta đồng ý. Hãy cùng nhau tiến tới tình bạn nào. Không. Tại sao ta lại muốn làm bạn với ngươi chứ? Nếu ngươi không phải khách của ta thì ta đã đấm ngươi một trận rồi. Ngươi là một kẻ thù mà đối với tất cả mong ước và dream là ước mơ của mọi người. Ta sẽ không bao giờ trở thành bạn của ngươi. Bây giờ biến ra khỏi nhà ta. Buồn thật. Tôi nghĩ Undyne có thể làm bạn với cậu, nhưng mà tôi nghĩ tôi đã đánh giá cô ấy quá cao. Cô ấy không sẵn sàng đối với cái thử thách này. Thử thách? Cái gì? Papyrus, đợi chưa đã. Cậu ta nghĩ ta không thể làm bạn với ngươi. Đúng là một trò đùa. Ok. Cái bọn ở trong này nó đi làm sao hết vào trong đầu. Oh my god, what the fuck. Ta có thể là bạn với một kẻ thua cuộc như người bất kỳ lúc nào. Ta cho cậu ta thấy. Nghe đây, con người. Ta không chỉ là bạn, chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân. Ta sẽ làm người thích ta đến nỗi người không thể nghĩ bất kỳ ai khác nữa. Ok, ổn thôi. Đó là một cái sự trả thù hoàn hảo. Bây giờ người hãy ngồi đi. Ok, ok fine. Một lần Alphys bạn tới đây và tất cả những gì cậu ta làm đấy là bạn của Alphys tới đây và tất cả những cái gì cậu ta làm là nằm ở trên cái piano và ăn nho. Tôi không thích cậu ta cho lắm, nhưng mà tôi cũng thích cái cách sống của cậu ta. Ok, người muốn xem phòng tả quá buồn, không cho những cái thằng nớt, có cùng vài tên nớt. Ok, đấy là cái gì? Con người chán nhưng mà cái lịch sử của họ khá là hay. Cái kiếm khổng lồ này. What the fuck? Theo lịch sử, con người cầm những cái kiếm to hơn họ gấp 10 lần. Phải không? Thực ra thì mình không nghĩ là ai cầm cái kiếm to gấp 10 lần người họ cả. Trừ trong Final Fantasy. Phấu. Đồ nói dối. Ta đọc tất cả những cái sách lịch sử con người của Alphys, ta biết tất cả về những cái kiếm lớn của các người, những cái con robot chống người ngoài hành tinh khổng lồ, những cái công chúa có khả năng đặc biệt. Không có cách nào người lừa ta đâu. Robot có khả năng đặc biệt, kiếm khổng lồ trong Final Fantasy và công chúa có khả năng đặc biệt, kiếm khổng lồ và robot. Hả? Bà có đang xem anime không ấy? Hay đọc manga không ấy? Ok, mình sẽ ngồi như thế này. Ngồi xuống và bắt đầu. Yes. Thoải mái chưa? Tôi sẽ đẩy cho cậu ít đồ uống. Ok. Tất cả sẵn sàng. Và thế cậu muốn gì? Úi dồi ôi! Này, đừng có đứng dậy. Ngươi là khách, ngồi xuống và tận hưởng đi. Và không cần thiết phải phi cái giáo vào mặt tôi gì đâu. What the fuck? Thế sao không chỉ ở cái gì mà cậu muốn? Cậu có thể dùng cái giáo. Undyne bây giờ nhưng mình có thể chọn Undyne kìa. Mình có thể chọn đường này với trà, cái này là soda, hot chocolate, tea box, fridge full of food, served acquired taste. Mình chọn được con Undyne rồi. Cậu đang đã tỉnh rồi đấy. Ok, mình tự chọn ra cái kiếm rồi. Titari Yali give you your few of sword. Ok, you and my beloved August. Tin ta đi, ta sẽ cho ngươi ăn một đống kiếm nếu mà ngươi muốn. Nhưng mà nếu mà ngươi không phải là khách như của nhà ta. Cả cái tủ lạnh, ngươi muốn ăn cả cái tủ lạnh không? Ok, thế thì mình sẽ chọn sô-cô-la. Sô-cô-la. Đợi đã. Tôi vừa nhớ ra cái hôm đó trống không. Ok, Asgore. Ok, thế thì mình uống soda. Soda. Thực ra thì mặc dù cậu chỉ bảo đấy, cậu có vẻ không vui lắm. Ổn thôi. Nếu mà tôi cũng thấy soda kinh. Nó làm răng cậu bị hỏng và làm hỏng trí óc cậu. Cậu làm hỏng cái ý chí chiến đấu của cậu. What the fuck? Con này lâu lâu bị làm sao? Làm sao tôi có à? Tôi phóc mặt nó thế là sao? Sugar for the tea. I'm not gonna give you cup sugar. What do I look like? The ice cream woman. Ok. Bà bình tĩnh hộ tôi cái. No. Thế là ý bà là bà muốn ăn uống trà thôi gì? Trà. Ngay bây giờ. Thế mà bày ra cho tôi chọn làm cái gì trong khi các thứ khác mà cũng không muốn. Với con. Ok. Phải. Nó sẽ đợi một lúc để cho nước sôi. Ok. Chưa? Lâu thế. Đó, được rồi kìa. Xong rồi. Tất cả mọi thứ đã xong. Ok. Pẹp. Đây. Ok. Cẩn thận đây, nó nóng lắm đấy. Nó không nóng đến nỗi đấy, cứ uống luôn đi. Uống cái trà nó đang cháy. Nhưng mà khá là ngon. Bỏng. Nó khá là ngon phải không? Con này nó kiểu nó cố gắng hết sức để kiểu làm bạn của mình ấy. Này, có biết không? Khá là lạ khi cậu chọn cái trà đấy. Trà hoa vàng. Đấy là loại trà Asgore thích. Thực ra bây giờ để mà tôi... Bà không cho tôi chọn mấy thứ khác mà. What the fuck? Mình nghĩ cậu làm tôi khá nhớ nhớ về ông ấy. Cả hai người đều là những cái tên đần độn này. Ok, tự làm tạm thế. Tôi biết đấy. Tôi là một đứa trẻ khá là nóng tính. Ngày trước để chứng minh rằng tôi là người khỏe nhất, tôi đã cố gắng đánh Asgore. Chiến đấu với Asgore có thể coi là thử. Tôi còn chẳng thể nào đụng đến một con gọi ra đến một đòn đối với ông ấy. Hoặc là tệ hơn, cả trong cả thời gian đó ông ấy từ chối việc đánh lại. Y hệt cái lúc mình luôn. Tôi đã thấy bị gọi là sỉ nhục. Sau lúc đó ông ấy đã xin lỗi và nói cái điều đó rất là ngố. Xin lỗi, cô muốn biết làm sao để đánh bại tôi không? Tôi nói có, và từ lúc đó ông ấy đã luyện tập cho tôi đến một ngày. Trong luyện tập tôi cuối cùng cũng thế ha, đánh hạ ông ấy. Tôi cảm thấy buồn. He was beaming. I had never seen someone more proud to get the back. Tôi chưa từng thấy ai thấy tự hào khi họ bị đánh bại cả. Tuy nhiên, chuyện ngắn, nói ngắn gọn thì ông ấy đã cứ luyện tập cho tôi. Và bây giờ tôi là người gọi là thủ lĩnh của quân đội hoàng gia. Thế là tôi là người đã luyện tập cho những cái tên ngố để đánh nhau như Papyrus chẳng hạn. Nhưng để mà nói nghiêm túc, tôi không biết liệu tôi có thể cho Papyrus vào trong quân đội hoàng gia. Đừng có nói cho cậu ta rằng là tôi nói thế. Cậu ta chỉ là... ý tôi là không phải cậu ta yếu. Cậu ta thật sự khá là mạnh. Nhưng chỉ là cậu ấy quá là vô tội và tốt. Ý tôi là nhìn cậu ta, cậu ta đáng lẽ phải bắt cậu lại, nhưng cuối cùng cậu ta lại thành bạn. Ok, chúng ta tiếp tục. Nice. Tôi không thể đưa cậu ta vào những trận chiến được. Cậu ta sẽ bị xé thành từng cái mảnh, nghe răng cười. Đấy là lý do tại sao tôi đã dạy cậu ta nấu ăn, biết đấy. Thế là có lẽ cậu ta có thể làm cái gì khác với cuộc đời của ấy. What? Oh, xin lỗi. Tôi đã nói với cậu chuyện cậu quá nhiều. Cậu hết cả trà rồi không? Tôi sẽ lấy cho cậu một ít. Oh, what? Đợi một chút đã. Papyrus, một cái bài học nấu ăn của cậu ta. Cậu ta đáng lẽ phải có học nấu ăn ngay bây giờ. Và nếu mà cậu ta không ở đây, cậu sẽ phải học nấu ăn thay cho cậu ta. What the fuck? The fuck? Đúng rồi. Không có cái thứ gì mang tôi và Papyrus lại gần nhau hơn nấu ăn cả. Nghĩa là nếu mà tôi cho cậu học bài học đó, chúng ta sẽ gần hơn mà cậu có thể tưởng tượng. Sợ à? Chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt nhất. Okay. Và bình tượng. Ôi dồi, nó xách đầu mình. Đặt rất là nhẹ nhàng. Hãy bắt đầu với nước sốt. Ok. Envision the vegetable as your greatest. Hãy coi như cái hoa quả này ở đây là kẻ thù kinh khủng nhất của cậu. Bây giờ hãy đấm chúng thành bụi với tay của cậu. Liệu cậu đấm như sẽ nào? Khỏe. Cậu đấm vào một cái bạn đấm một cái quả củ quả với cái sức hết mức với hết mức bình sinh. Bạn đẩy một cái quả cà chua ra. Okay. Đúng rồi, đúng vậy. What the fuck? Trái tim của chúng ta đang kết hợp với nhau và đối đầu với những cái hoa quả đầy sức, rất là tốt cho sức khỏe. Bây giờ đến lượt của ta. Úi dồi ôi. Thế là đủ thấy là nó khỏe như thế nào. Nó đấm vào mặt mình quả đấy nó vui đấy, thì quái là này né thế. Chúng ta sẽ nhét cái đống này vào bát sau. Bây giờ ok, bây giờ là cái gì? Chúng ta sẽ bắt đầu nhét mì vào. Mì tự làm là tốt nhất. Nhưng mà tôi luôn mua những cái hãng ở ngoài shop. Chúng là rẻ nhất. Bây giờ đặt nó vào trong cái nồi. Để tôi nhét như nào. Careful. In one time they clang against empty bottom. Tuyệt vời chứ. Bây giờ lúc mà máy cái mì này, mì ý này. Bây giờ general time the more you steal the better it is. Càng quay càng cool. What the fuck? Ok. Ok. Astro. Order. Order. Ok. Để ra làm rồi. What the fuck? Bà làm cái gì đấy? Tạt cổng luôn cái giáo vào đấy. Bây giờ để bước cuối cùng, bật lửa lên. Hãy để symbolize your passion, your hope and dream turn into burning fire. Ready? Don't know anything back. Right. Ok. Ok. Hot thôi. Mày điên là nó cháy rồi kìa. What the fuck? Ok. Ok. Hot turn up. 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 Wait. Ok. Nice. À, bảo sao Papyrus tệ trong việc nấu ăn như vậy. Wow. Ê, làm gì bây giờ? Làm viết sách à? Hay là làm vòng tay tình bạn? Tôi đang đùa cái gì đây? Tôi thật sự làm loạn với nên đúng không? Tôi không thể nào bắt cậu thích tôi được con người. Có một vài con người chỉ thật sự không thân cùng với nhau được. Tôi hiểu nếu mà cậu cảm thấy như thế đối với tôi. Và nếu chúng ta không thể thành bạn, nó ổn thôi. Vì nếu chúng ta không phải là bạn, có lẽ ta có thể hủy diệt cơ và không hối hận gì cả. Oh my god. Ta đã bị đánh bại. Ngôi nhà của ta đang sập xuống. Ta còn không thể nào thành bạn của ngươi được. Đúng rồi. Ta không quan tâm nếu ngươi là bạn của ta nữa. Trận thuyền cuối cùng. Ok. Now come on, get me all you have got. I don't think you make the first attack. Spare, show me what you have got. Fake attack. Single Undyne on your mind. Ok. What? Đấy là tất cả mọi người có thể làm. Kể cả tấn công với hết lực của ngươi. Ngươi còn chẳng muốn đánh ta, làm ta đau à? Ngươi biết gì không? Ô nó vứt kế. Thật sự ta cũng không muốn làm ngươi đau. Lúc đầu thì ta ghét cái mặt của kiểu cái mặt của ngươi. Nhưng mà cái cách mà ngươi đánh ta bây giờ làm ta nhớ cái người mà ta thường tập luyện với. Chắc là làm nhớ ông Asgore. Bây giờ ta biết ngươi không chỉ là một đồ yếu đuối vô dụng. Ngươi là một tên yếu đuối vô dụng với trái tim rất lớn như ông ta vậy. Nghe này con người, có lẽ ngươi và Asgore đã được xác định là để đánh nhau. Nhưng mà biết ông ta thật sự không muốn. Hãy nói chuyện với ông ấy. Chắc chắn rằng ông ấy sẽ cho cậu về nhà. Kể cả một summon human will fall down here and I will take their soul. Thôi thì ta sẽ đợi những cái con người độc ác rơi xuống đây và ta sẽ lấy linh hồn của họ. Nó hợp lý hơn phải không? Ok. Oh. Và nếu mà ngươi làm hại Asgore, ta sẽ lấy linh hồn con người đi qua cái lá chắn và đấm ngươi một trận. Bạn để làm như vậy đúng không? Ok. Bây giờ thì ra khỏi cái ngôi nhà đang cháy rồi thôi. Ôi nhìn cái nhà kìa. Rip nhà. Đó, vui nhỉ. Người ta cần phải đi chơi với nhau một lần khác. Nhưng có lẽ ở nơi nào khác tôi nghĩ vậy. Còn bây giờ tôi nghĩ ta sẽ đi chơi với Papyrus. Nếu mà cần thì cứ đi qua Snowdin được chứ. Ồ, và nếu mà thật sự cần giúp đỡ, cứ gọi Papyrus được không? Vì chúng ta cùng ở chung một chỗ thì ta cũng có thể nói chuyện với. Ok. Ồ, đợi đã. Cái này hơi bất ngờ nhưng mà ngươi có thể. Ê, đợi đã. Cái hòm của ngươi đầy rồi. Ta sẽ ở nhà Papyrus. Consider when you have less stuff. Fuck, mình mua hết đồ rồi, mình có thể chuyển đồ vào đúng không? Ok, chuyển. Ok. Ok, bây giờ mình lại phải quay lại nhà thằng Papyrus để gặp cái con Undyne này. Mình không biết là cái chỗ đi ở đâu nhỉ? Hình như nó ở bên này à? Ok, đúng rồi. Yeah. Bây giờ thì Snowdin. Ok. Wow. Mọi chuyện khá là ổn rồi. Mình chắc là mình mong là mình có thể có được cái good rank bây giờ. What the inside Archon really a mystery. Cái Archon là cái gì? Cái Archon là cái gì? What the fuck? Không rõ cái Archon là cái gì cả. Ok, đến nơi rồi. Start. Ổn. Come again sometime. Chalala. Có cái ông này, tự nhiên có ông này cùng đi lại dễ hơn hẳn. Piu piu. Piu piu. Piu 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 piu. Ờ, nè, ta có cái này nhờ ngươi. Ta cần ngươi đưa cái này cho Dr. Alphys. Tại sao ta không tự làm được? Thì nó khá là riêng tư. Nhưng mà chúng ta là bạn thì là ta sẽ bảo ngươi. Cái vùng đất nóng chán lắm, ta không muốn phải tới đó. Thế nên đó. Ok, mình mang thư lên cho con Alphys. Ok, có được thư của Undyne. Và nếu cậu đọc nó, tôi sẽ giết cậu. Cảm ơn rất nhiều. Cậu là tốt nhất. Ok. Mình phải chuyển thư hộ. Ê, sao ở đây có, chả lẽ không có chuyển thư kiểu điện tín kiểu mà có điện thoại mà sao? Con này lại thành mặt con Temmie rồi. Yes. Hotland. God, mình cuối cùng mình phải đi cả ba nơi. Thế nó chạy. Ui. Ok. Thế thôi. Thôi ạ. Ok. Chắc là nó chả còn gì để nói kiểu đấy. Piu 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 piu. Nhìn thấy con Temmie trông chẳng. Phải có Temmie không ấy? Con này là con chó. Chả rõ, nhìn mặt vừa giống con chó vừa giống con Temmie. Bây giờ thì hotland vào chỗ này. Lab phải chắc là con Alphys trong này. No mail slot. Slide the letter under. Slide. And give it a knock. Oh no. Is that another letter? Tôi không muốn mở nó. Liệu tôi có thể nhét nó ra ngoài không? Không. Mình không thể làm tiếp tục này. Tôi sẽ đọc cái này. Đóng khá là chặt phải không? Đợi chờ chút đã. The fuck? Này, nếu mà đây là trò đùa nó. Ôi trời. Cậu viết cái bức thư này à? Khó không ký, tôi không biết ai là người viết. Ôi trời, ôi không. Rất là đáng. Oh, what? I had no idea you. Tôi thật sự không biết là cậu viết như thế. Nó khá là bất ngờ. Vì sau những cái thứ đáng kinh tởm mà tôi đã làm, thật sự tôi không xứng đáng được tha thứ. Còn tệ hơn cái này. And so passionately too. You know what? Okay, I will do it. It's the least I can do to make it up to you. Oh God! Cái gì đây? Đúng. Bà Undyne, bà viết thư, bà tỏ tình với con này. Và con này nó tưởng là mình viết thư, mình tỏ tình cái đó. God no. Dating start. The fuck. Hỏi chấm bây giờ chứ. Xin lỗi. Tôi vẫn đang mặc quần áo. Oh my god. Trông tôi thế nào? Bạn tôi giúp tôi chọn cái bộ này. Cô ấy có một cái. Oh my god. Đợi một chút đã. Thực ra chúng ta chưa bắt đầu cái cuộc hẹn hò được. Dating stop. Give your item to rush your after starting first. Sao bà lại nhắc đến mấy cái đưa item để tăng cái sự thích thú quá. Cái chắc này, cái kiểu này mình nghe quen quen đấy, nó như kiểu cái cho honey pop. Đừng lo, tôi đã sắp ra rồi. Tôi đã giữ đầy quà để chuẩn bị cho những cái buổi gọi hẹn như này. Trước tiên tôi có một cái bộ gọi đánh bóng giáp. một cái thuốc đánh bóng rác. Ok, có thể cũng không dùng nó, nhưng xăm kem chống nước cho da cho chống vẩy. Con này nó thích con ăn đắng. Hai đứa này thích nhau, oh my god. Ok, vậy thì cái hộp sửa chữa giáo thần kỳ, nghe về cái đấy nghe quen quen. Con nào dùng giáo, có giáp và có vẩy cá. Thôi quên những cái item đấy đi. Hãy bắt đầu cuộc hẹn hò nào. Dating start. Date. Ok. Fine. Ok. Cậu có thích anime? Anime. What the fuck, mình đã thấy Gigi rồi, hóa ra cái con lợn này nó nhét vào đầu con kia đi. Ok, yes. Ê, tôi cũng thế. Hey, bắt đầu hãy đi đâu đấy đi, nhưng mà nơi nào tốt nhất để trong cuộc hẹn hò nhỉ? À, tôi biết rồi. Đi tới cái chỗ đổ rác. Lựa chọn là hợp lý đấy. Chúng ta ở đây. Đây là nơi mà Undyne và tôi hay tới đây. Tôi tìm rất là nhiều thứ ở đây. Và cô ấy thật sự không. Cô ấy đang ở kia. Tôi không thể để cô ấy nhìn thấy tôi đi hẹn hò với cậu. Tại sao? Vì tại vì không, cô ấy tới rồi. Oh my god. Này, cậu nó mặc quần áo bình thường trông thế kia à? Nó đâu lấy đâu ra cái tóc kia đấy? Mình chỉ nhìn thấy. What? Cậu đây rồi. Nếu mà cậu đưa cái thứ đó thì tôi nghĩ đó là một cái lựa chọn khá là tệ. Thế nên là tôi sẽ đưa cho nó cho tôi. Hả? Cậu không có à? À, ít nhất là cậu thấy cô ta chưa? Yeah, thấy rồi à? Thế cô ấy ở đây xung quanh đây à? Cảm ơn, tôi sẽ đi tìm. Oh shit. Ôi trời. Tôi sẽ khá là bất ngờ. Dễ đoán gì. Thật sự tôi rất là thích cô ấy. Vì tôi là hơn là thích. Tôi thích những người khác. Rất xin lỗi. Tôi vừa nhận ra, cậu biết đấy. Tôi nghĩ là sẽ vui khi mà đi một cái giả vờ hẹn hò với cậu, làm thấy cậu thấy vui hơn. Nó còn nghe tệ hơn khi tôi nói kiểu đấy. Tôi xin lỗi, tôi làm loạn này rồi. Undyne là một người tôi thật sự muốn hẹn hò với, nhưng ý tôi là cô ấy quá xa tầm của tôi. Không phải cậu cũng cậu không như thế. Không. Nhưng mà Undyne cô ấy rất tự tin và khỏe mạnh và mạnh mẽ và vui vẻ. Tôi chẳng ai cả. Một cái tôi là nhà khoa học hoàng gia, nhưng tất cả những gì tôi làm đều chỉ là làm đau mọi người. Tôi đã nói dối cô ấy rất nhiều. Cô ấy nghĩ tôi là cô ấy, tôi rất cool hơn rất nhiều so với tôi thật sự. Nếu mà cô ấy gần tôi, cô ấy sẽ tìm ra sự thật về tôi. Tôi đi làm gì bây giờ? Theo hơi rồi chết, nói sự thật. Nhưng mà nếu tôi nói cô ấy sẽ ghét tôi. Không phải là ổn hơn như thế này à? Sống trong một cái lời nói dối nơi mà tất cả hai người đều vui vẻ, hoặc sự thật nơi mà cả hai người đều không thể. Họ nói rằng cứ là chính bản thân, nhưng mà tôi thật sự không thích bản thân của tôi. Tôi thà làm cái người mà mọi người thích tôi. Okay. Không, cậu nói đúng. Tất cả ngày nào tôi cũng sợ vì tôi sợ những điều có thể xảy ra nếu mà mọi người biết được sự thật. Họ sẽ đau vì tôi. Nhưng mà làm sao tôi có thể nói tràn đầy sự thật? Tôi không có đủ tự tin. Tôi sẽ làm loạn lên. Làm sao mà tôi có thể tập được? Let's roleplay. Obviously, let's roleplay. Ok, roleplay. nghe khá là vui. Ok, ai là người trong chúng ta sẽ là Undyne. Mình cần chỉ con này cách để làm đúng không? Thế thì mình sẽ phải cho nó làm Undyne. Tôi Undyne. Ok, tôi sẽ nói những gì mà cô ấy nghĩ. Hey, Alphys, oh, what the fuck? I would never lie to you. One hot baby, what the fuck? I and I can we talk to you? I guess so. What the fuck? Cái đoạn này. Sao mà đi? Alphys give you a kiss. What? I would never. Alphys, what are you doing? I say pushing you away from me. You shouldn't kiss me. What the f? Mình vừa chọn cái gì? Đó ra anh đây này. Wow, đợi một chút đã. Trông cậu ok, có dịp gì đây? Đợi một chút đã, hai người đang hẹn hò đấy à? Đúng vậy. Không, ý tôi là chúng ta từng, nhưng ý tôi là thật sự chúng tôi chỉ đang bóng một cách romantic như là cậu thôi. What? Thì tôi là Undyne. Tớ đã nói dối cậu. Hả? Vì cái gì? Nhưng mà con kiểu nó lừa mình kinh quá. Vì về tất cả mọi thứ. Tớ nói rằng là what the fuck? What the fuck? Lucky comic book and the history movie so just anime and real. And that time I told you I was busy work on the phone. I was eating frozen yogurt. The fuck? What the fuck? Alphys, tớ chỉ muốn làm cậu bất ngờ. Làm cậu bất ngờ. Tớ chỉ muốn cậu nghĩ tớ thông minh và cool. Tớ không chỉ là một đứa thất bại nữa đi gì đấy. Alphys, Undyne, tớ thật sự tớ thật sự thấy cậu. Ok. What the fuck? Hui. Ok. Alphys, tôi cũng thấy tớ cũng thấy cậu được, nhưng cậu còn phải nhận ra rằng tất cả những cái gì cậu đã từng nói chả như ảnh hưởng gì đến tớ. Tớ thật sự không quan tâm nếu mà cậu xem hoạt hình của trẻ con hoặc là đọc sách lịch sử vân vân. Đối với tớ, những cái thứ đó tất cả chỉ là nerdy crap, những cái thứ nerdy vân vân. You are passionate, you are what the fuck? You care about it. 100% at maximum power. Thế là cậu không cần phải nói dối thôi. Tớ không muốn cậu nói dối một lần nào nữa. Alphys, tớ muốn cậu giúp cậu hạnh phúc, trở nên hạnh phúc với những gì cậu có. I know this is, và tớ biết cái sự luyện tập mà cậu cần để làm điều đó. Okay. Undyne, cậu thực sự muốn luyện tập với tớ. What? Tôi tớ hả? What the fuck? Tớ để đâu đấy? Không, tớ để Papyrus làm điều đó. Ok, chạy 100 vòng. Ok, what the fuck? Đấy, tôi sẽ cố gắng. Oh my god, cô ấy đùa thôi đúng không? Những cái hoạt hình đó, những cái sách đó, chúng là thật phải không? Anime là thật phải không? What the fuck? Anime is not real. Real. Ai biết mà. Sách kiếm khổng lồ, công chúa phép thuật, thang tới. Cảm ơn vì đã quan tâm Alphys. Tôi không có cơ hội nói cái gì tôi muốn, nhưng mọi thứ có vẻ khá là ổn với cô ấy. Thì có lẽ tôi sẽ bắt kịp họ. Hẹn gặp lại sau. Ok. Ha. Fine. Attacking Valley, if you with determination, return please. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái chỗ. Ha. Ring, howdy. Không phải bạn của tôi, ai mà tin tôi. Đây là Papyrus. Sao nó lại chào howdy? Và tôi đã hoàn thành cái việc tập luyện rồi, rất là sớm, nên tôi đưa cô ấy về nhà. Rất là nhà. Bây giờ tôi cảm thấy khỏe vậy, mạnh vì không lý do gì cả. Cậu có lẽ còn nên tới đó, tới chỗ lab gia đình nhà. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Sao lại chào là howdy? Mày mà chào là howdy là tao không tin được rồi. Tại sao mày lại chào là howdy? Mày tại sao chào howdy thì chỉ có cái con lợn kia thôi. Mày định làm gì? Tao không tin tưởng được. Chà là tự nhiên cảm thấy tropical là thật. Feeling tropical. Ok, đến nơi rồi. Bây giờ mình cần phải đến cái lab của bọn Camarian Santam. Chà la. Ok. Lab tư. What the fuck. Vẫn còn cái này của mình này. Mình phải làm gì ở đây? Cái lỗ ở trong này. Ok. The fuck? Hả? Cái gì đấy? Cái gì này? Có tờ giấy mình chưa kịp đọc. Warning, warning. What the fuck? Cái cầu thang máy mất. Hay quá nhỉ. Em... Oh fuck. Good job. Mình rơi đâu. Ui. Ha. Lại gặp chuyện rồi. What the f... Ew. What the fuck. Cái gì là kinh dị? Cái gì là kinh dị đây? Ew. Entry number 1. Đây là lúc đây là cái lúc mà ta làm được cái gì mà nhà vua yêu cầu. Ta sẽ làm cái sức mạnh để tạo ra cái sức mạnh mà có thể gọi là thả tự do cho tất cả chúng ta. Ta sẽ thả cái sức mạnh của linh hồn ra. Ok. Rất là kinh vãi. Cái lá chắn được chắn bởi sức mạnh linh hồn. Thật không may, cái sức mạnh này không thể tạo được bằng nhân tạo. Chỉ derive from the what one's living soul to create more with. Thế nên là để làm thêm thì chúng ta cần phải làm những gì, phải sử dụng những gì chúng ta có. Linh hồn của những con quái vật. Ok. Nhưng mà là lấy được linh hồn từ những quái vật đang sống sẽ cần chữ sức mạnh cực kỳ lớn. Impractical doing good instantly, so is so hot. Với cả làm điều đó sẽ là ngay lập tức phá hủy linh hồn, gọi là chủ thể của linh hồn. Và không như những linh hồn của con người, linh hồn của quái vật sẽ biến mất ngay lập tức khi chết. Nếu mà tôi giá mà mình có thể làm một cái linh hồn của một con quái vật có thể sống được lâu. Ok, ta đã làm được. Sử dụng bản bản thiết kế, ta có thể lấy ra từ linh hồn con người. Đây là thứ mà đã làm là cho linh hồn của chúng sức mạnh để sống sót sau cái chết. Cái quyết tâm cố gắng sống cái sự thay đổi. Họ hãy cứ gọi cái sức mạnh này là Determination. Oh shit. Determination. Nhạc cái kinh ai, what the fuck. Sếp Chu Laboratory. What? Phòng Power. Đấy. Có một tờ giấy trên sàn, không biết đọc được. Elevator, lost power, enter center door.